mất một cái như cái này cũng là một cái nỗi khổ của một con người cô chú, tại vì nó cứ bất thình lình to lên là chị không kiểm soát được, nhiều khi là chị không kiểm soát được. À, đằng này chị cũng không có hiểu là cái cơ địa của mình luôn chứ. À, quá khổ luôn ha. Giờ thì mình đi vô thay hỏi thử với chị ha. Rồi tụi em chào chị nha chị. Dạ, em chào chị nha. Hôm nay em mới xuống gặp chị lần đầu luôn. Dạ. Tại vì hai đang nghe tiếng của chị á, muốn xuống để tìm hiểu nè. Dạ. Em cũng muốn thấy lạ quá nên muốn tìm hiểu cái câu chuyện của chị á, nhờ chị chia sẻ em nghe chút ha. Dạ. Anh Phong nghe hay là nghiệp hỏi gì đó cứ hỏi chị đi. Như em thì xem cái kênh của những anh em á, và nói chị cái bụng mà muốn to muốn nhỏ, nhưng mà trước khi mà nói chuyện với chị ấy, thì chị có khả năng như là chị cho cái bụng nó to hơn cho em xem trước cái đi ha. Dạ dạ dạ. Rồi chị là to bụng nha. Dạ, dạ. Em kêu nó bự nè. Chị nghiêng nghiêng qua bên kia. Ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đó đó vậy nha. Dạ. Ờ à, thấy không? Ôi. Chị bé áo lên được không chị? Dạ. À, thấy chưa? Thấy lạ chưa? Nhưng mà mình là kêu nó xẹp xuống không chị? Dạ xẹp. Rồi kêu nó bự lên liền luôn, bự không? Dạ được. Thôi vậy hả? Dạ. Hay quá vậy. Đâu bây giờ chị thử kêu xẹp cái chuyện bự lại thôi. Dạ. Kêu xẹp nè. Xẹp nè. Vậy là xẹp hết rồi hả? Dạ. Còn xẹp nữa không? Dạ. Xẹp nữa là xẹp lép luôn á. Rồi chị làm bự lại cái. Chị nghiêng qua bên kia, nghiêng qua, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi vậy đó. Dạ. Kêu bự nha. Dạ. Hay quá là vậy ta, ngộ ha. Nó bự hết cho chị hay là còn bự nữa vậy? Còn bự nữa đó. Vậy hả? Hồi là nó bự lên. Khi cái áo này nè, tôi mặc đồ chẹp gì đó. Đó, chị để áo vậy đó rồi. Để áo vậy giống như trang có bầu ha. Nếu kiểu này là có bụng cũng cỡ là 7-8 tháng. Đó, ngộ quá ta. Ngộ quá ha. Ngộ quá ha. Cái này chị phát hiện bao lâu rồi? Dạ, cái này thì mới 2 tháng mấy nay thôi. Nhưng mà hồi trước á, là 16 năm về trước á, thì nó có, tôi có bầu. Nhưng mà tôi cũng siêu âm, có con trai nhưng mà đứa không, cái nó nhỏ lại. Nó nhỏ nhưng mà tôi vẫn siêu âm, vẫn có con tôi. Rồi mình không có biết là kêu hay không, rồi từ nó xẹp luôn hả. Rồi thấy chị thôi bỏ qua, tới chừng sanh cái thằng lớn á, 16 năm rồi, cái đầu 4 năm sau lại nó có lại chị nè. Nó bự mạnh cái vậy đó, cái tôi nói hồi ơi sao bự gì, rồi ông chồng tôi nói rồi có sao không, hay đi bệnh viện. Cái nó hôi đi để nặng chút rồi sao thì nửa tiếng sau nó xẹp. Dạ. Dạ rồi cách nay 2 tháng mấy nay nè, là tôi mới rửa chén trong nhà, cái sau nó bự lên vậy nè. Tôi nói hồi ơi rồi sao mặn, rồi sao đi rửa này kia biết nhỏ nhỏ. Cái nó nhỏ lại. Nó nhỏ cái tôi hết hồn nó luôn. Không lẽ mình nói chuyện nó nghe sao ta? Ồ. Cái tôi kêu nó bự lên cái nó bự lại. Cái tôi kêu tôi không thử, cái tôi thử lại nữa, tôi nói không là kêu nhỏ lại coi sao nó nhỏ lại. Cái tôi chạy qua tôi nói với má tôi, nó nói má ơi vợ bụng con vậy, cái má nó tôi nói hôn cái bụng con kêu nhỏ nhỏ bự bự, cái má chữ tôi nói mày tào lao mày ấy, nói thiệt để con làm cho má coi thử. Rồi tôi làm rồi má mới tin á. Yeah. À, má ruột tôi á, mẹ ruột mà con không biết cái chuyện này luôn. À, như hồi trước thì nó có nhưng mà tự nó xẹp chứ. Yeah. Mình không có kêu được vậy. Yeah. Mà từ cái lúc mà kêu á là bao lâu rồi chị? Kêu này hả? Dạ. Là 2 tháng mấy này. Hai mấy này là bắt đầu. Dạ. Kêu là. Dạ. Kêu lớn là lớn, kêu nhỏ là nhỏ. Dạ, mới phát hiện đó, là mới kêu. Dạ. Được đó. Rồi nhầm khi tôi mặc bộ đồ bự, cái ai nghĩ là tôi bộ màu bầu hay là cái này kia, nhiều lúc. Dạ. Nhiều lúc nó bự lên á, bởi tôi ít mặc đồ này lắm nè. Đồ này theo như nó chẹt hoài, không có mặc, ở đi đâu có mặc đồ rộng không à. Rồi. Đồ bầu vậy đó, đặng cho nó bự lên. Dạ. Thì rồi, nó chở, nó hỏi tôi, ủa sao mới nãy thấy xịt lét mà giờ bự, tôi nói tại nó vậy đó rồi. À, bây giờ chị kêu nó xẹp xuống đây. À, nói mà hả, bụng bự bự à. Dạ kêu xẹp nè. Xẹp luôn ha. Hay quá ha. Xẹp luôn rồi đó. Xẹp luôn rồi. Một điều kỳ lạ nha quý vị. Dạ. Em hỏi cái này em hỏi luôn, cứ như là những lúc mà nó to vậy đó, có làm chị khó chịu hay là khó thở hay là cái gì không? Nó thở thở đó nghe. Thì nó gò. Cái gì? Nó gò lên vậy nè, như cái đầu hay là cái tay vậy đó. Là bác tôi nói mấy người đó không tin. Tôi nói bác lại bác gò thử đi.
là bữa hổm cũng có mấy chị này quay có chị có bả đó, cái bả không tin, bả nói sao đâu á, rồi cái bả lại bây giờ là thiệt, nó gọn bên gì nè. Giống đò lên như cái tay hay là cái đầu mình vậy đó. Giống như em bé mà ở trong mà nó như quậy nó đạp ha. Nó bự ra gì luôn nè, tự như là ra như máy gì đó. Cái bả mới nói thiệt, rồi cái hồi rồi nó mới tự xẹp rồi thôi. Rồi thấy vậy rồi thôi, cũng nhiều người nói tôi giả bộ cái này kia đồ đó. Rồi nghe cái chuyện nó không im đi rồi thôi tôi bỏ qua luôn. Rồi cuối cùng lại ai đó điện hay là clip gì đó, cái chị Thủy á, chị mới điện là tôi là mấy cái thôi. Chứ trước là tôi cũng có điện nha, như kêu vậy cũng nhưng điện. Mà cái này á là chị nghĩ là tự nhiên hay là có vấn đề gì bên cái mảng tâm linh không? Tôi thì chắc tôi đổ chắc tự nhiên quá à. Chứ còn cái vụ tâm linh thì chắc không có quá à. Như nhầm người thì người ta nghĩ nó là tôi bị yếm. Tôi nghĩ chắc không có đâu. Nếu yếm sao nó nghe lời mình. Phải không? Hẹp sao chị? Hả? Nhiều khi hẹp sao? Không có đâu, tôi đi coi thầy dữ lắm nhiều rồi. Đi coi thầy dữ lắm nhiều mà không ai biết cái gì. Theo như mờ âm đi, cũng hai âm nói là có vấn đề những chuyện này chuyện kia nhưng mà không ai nói cái gì trên. Không ai biết cái gì trên. Rồi tôi đi siêu âm thì cũng người ta nói không biết cái gì trên á. Nhưng mà vừa rồi nghe chị nói trên kênh của mấy anh chị em đây á, là nói chị có kêu đi lại ông thầy và thầy nào á là kêu bông sen trắng vậy phải không? Dạ đúng rồi. Cái đó bà, là thầy sao? Như bà coi rồi bà nói bà kêu tôi bà không à. Rồi bà nói cô bà đi kiếm cái bông sen trắng gì đó mà 7 bông rồi uống đi nữa sao ngon lắm. Thì bà coi vậy thôi, bà nói vậy à chứ mà không, ngon là ngon sao chị? Tôi cũng không biết à, hỏi ngon là ngon sao hay là giàu hay là cái gì mình không hiểu. Tại không hỏi tới luôn, như là chị uống vậy thôi 7 bông vậy đó. Nhưng mà chị chưa tìm. Dạ chưa, tại tiệm hoài mà không có thấy bông sen trắng. Còn bây giờ là có sẵn luôn chị lấy không? Dạ, cái này á là sen này nè, là em xin ở chùa luôn á nha. Dạ dạ. Cái này là 9 bông luôn á, chứ không phải 7 bông nữa. Em này em gửi chị nha. Dạ dạ. Nhưng mong là chị chứ có những cái gì mà như thầy kêu vậy đó. Dạ. Có giúp cho chị khỏe hơn hay là thay đổi được gì đó. Dạ. Cái đó cũng chúc mừng chị. Dạ dạ. Bông này sen trắng đúng vậy không chị? Dạ, bông sen trắng rồi nè. Dạ. Nó cũng hơi khó kiếm. Dạ thiệt, khó kiếm thiệt, không ai đi kiếm hoài ha mà không thấy. Cái này giống như là món quà để mà dạ. Gửi chị để mà cho chị cũng như là có thay đổi được gì không ha. Dạ dạ. Ở chùa luôn á. Nấu nước hay sao chị? Dạ nấu nước uống, bà kêu nấu nước nhưng mình để vô dưới đường phèn á, rồi uống vậy hả? Uống lã vậy đó. Mà uống nhiều lần không? Dạ không, uống một lần ha. Một lần là 9 bông luôn, 7 bông luôn. 7 bông hả? Kêu để vô rồi nấu nước rồi uống. Dạ hả? Uống trong ngày đó rồi bỏ. Như sáng thì nấu, như mình cắt nước thì mình vô mình uống. Ủa mà uống nhiều lần không hay là uống một lần? Không, một lần một hả? 7 bông. Thì từ trước gì chưa uống luôn? Dạ chưa. Chưa bữa nay ngày nay hả? Đâu có kiếm được có bông này đâu. Làm người ta chỉ ăn hòa lông mua mà tôi sáng đi chợ cũng không thấy luôn đó. Là chị xem thầy là mới đây phải không? Mới kêu uống đây phải không? Dạ mới kêu uống đây. Dạ. Dạ. Vậy là chị lúc mà chị uống á, thì coi cái tác dụng sao mà cho em hay ha. Dạ. Cũng cố gắng đi tìm cái bông cho chị nè. Cảm ơn. Chị chay qua chị một điều kỳ lạ nha quý vị. Một lần nữa cho cô chú chị. Dạ. Cô chú chị nghiêng qua hay là sao? Dạ, nghiêng đi chị. Vết áo luôn nha. Dạ. Đây là hiện trạng là bụng bình thường. Bình thường. Bệnh bụng thường. Đó chưa? Rồi. Kéo vào đi nè. Phì lên nữa. Wow, quá chừng luôn chú ơi. Nó càng bự như hổm nó nhỏ vậy đó, hoàng hậu chút xíu nữa bự. Chị có lấy hơi gì không hay là bình thường? Không, bình thường. Bình thường luôn hả? Theo dạ, kêu tôi ca dùng cổ lên, con dùng cổ cũng được. Lâu làm cổ ơi. Thấy rồi chị. Lâu làm câu thứ hai, làm câu luôn anh. Lên luôn. Ca đi chị. Cho miệng đi, cho miệng đi. Chỉ làm một cái đó là khán giả rất là tin luôn á. Thằng kỳ lắm á. Ca giờ ca. Bạn nào thuộc cái ca? Ca bạn Trần Bảo đi ha. Rồi, đó bạn nó hay nha. Ca mà để bụng luôn nha. Dạ thì để bụng ca gì luôn. Dạ để bụng ca luôn. Hôm nay mới đem bông sen trắng lại cho chị tặng cho chị nè. Anh con râu đem bông sen trắng là tặng chị để uống xem thế nào. Giờ đưa chị bông sen này là may mắn.
Dạ. Đây. À, bông sen, sen là cái nào chị nó bự hoài không xẹp không? Hả? Ủa gì ta? Đó không tiêu thì nó bự hoài. Hả? Dạ. Hả? Rồi. Ngồi cái tí em. Cái tiếng hồ cũng cái trang gì hoài nữa. Rồi vậy luôn hả? Thì chừng nào tiêu nó xẹp thì nó xẹp. Vậy là hổng gài là con cái rồi để đây khỏi cái quần rồi rồi 1 2 3 xẹp ơi. Xẹp đi em bé ơi. Xẹp y chang như cái phao mình xả xì hơi vậy. Vậy là không kể là chị thất nghiệp á chị. Dạ. Thất nghiệp luôn rồi không có làm gì không ra không tiền có làm hết. Gì đâu. Giống như là bây giờ mình chỉ nuôi con thôi, thì chồng thì bỏ đi ha. Dạ, dạ. Nên giờ tội quá. Kinh tế cũng ấy hơn. Dạ. Rồi. Hỏi gác ra rồi gác rồi không có tiền đóng rồi thôi đó chị, tôi cũng mở. Đóng cái gì? Đóng đóng. Mở ra luôn đó. Rồi. Rồi vậy tụi em á. Em gửi chị 500 ngàn đóng có tiền đóng wifi. Đây, em gửi thì chị 500. Như kêu lại rồi. Không ý là em gửi thôi, chị muốn mua cái gì đó tại chị không có công việc á. Tại trong cái lúc là 2 tháng nay là chị không đi làm được tại bụng em bé chị rất là lớn. Người ta không có thuê nữa. Ủa em mà có nhận gì thêm chị? Chứ gửi chị thêm. Nói như hỗ trợ cho chị vậy mà. Hỗ trợ gì giống như là mấy tháng nay chị hơi thất nghiệp á. Dạ cô chú anh chị nào xem mà ví dụ có gặp những cái trường hợp lạ gì hoặc là ai biết cái trường hợp lạ như của chị Tho gì có thể chia sẻ về nghiệp hoặc là tất cả các kênh của mấy anh em đây. Để hỗ trợ chị Tho để mình giúp chị Tho để giống như là mình không có còn hiện tượng gì nữa nha. Dạ dạ. Tôi cũng mong cho nó hết này kia ra ngoài. Hôm trước anh nghe nói chị đợi đi đâu lên cảnh có ông sư ông gì đó mà có làm gì tôi hỏi thẳng tay luôn là có hết hay không. Chị đợi có ai biết không? Chị đợi ở An Giang đó chị. Cái đó thì tụi em sẽ trả lời sau chị nha. Để xác minh thông tin chính xác là mới dám trả lời được. Tại hiện tại bây giờ tụi em cũng đang quay á. Dạ. Cho nên mình nếu mình trả lời mà không đúng á thì cũng không hay lắm. Dạ. Cái đó để tụi em tìm hiểu dạ. Dạ. Bây giờ cái bụng màu. Còn những cái gì mà cô đã từng biết về chị Tho đó, cô chia sẻ cho tụi con được không? Bây giờ là hàng xóm đứng ở ngoài khá là đông luôn cô chú. Cũng như là chị Tho chia sẻ cô mới biết ha. Biết có tiền giờ nó quá lạ cũng kỳ. Lạ, lạ đúng là lạ. Con bản thân con cũng thấy cũng rất lạ luôn à. Thấy lạ quá rồi sợ hả bác? Lạ, không dám gờ gờ. Kiều gờ mà không dám gờ luôn á. Gờ quá dám gờ. Vậy là kế bên nhà luôn. Kế bên nhà luôn á là những cái chuyện gì sẽ biết hết á mà lại là không có ngờ tới luôn hả cô ha bác. Con cháu như vậy. Dạ. Bởi vì thì nó cũng đi mặn. Dạ. Hoài với nó đi mặn ai kêu gì mặn nấy. Dạ. Thì con cũng cảm ơn cô đã chia sẻ ha, bác đã chia sẻ ha. Dạ dạ. Giờ chị đang cầu nguyện Quan Thế Âm á cô chú. Ủa sao chị khóc? Tôi cổ khổ quá. Đây giống như là chị mất một cái như cái này cũng là một cái nỗi khổ của một con người cô chú. Tại vì nó cứ bất thình lình to lên là chị không kiểm soát được. Nhiều khi là chị không kiểm soát được. Đây là chị cũng không có hiểu là cái cơ địa của mình luôn chứ. Quá khổ luôn ha. Giờ thì mình đi thay hỏi thử với chị ha. Nghe chị khóc luôn hả? Khóc luôn. Cầm tâm đi chị. Vậy tại vì tại vì chị không biết là mình đang mắc cái gì trong người á, lúc bự lúc nhỏ á. Khoan khoan chị, cho hỏi xíu. Như em thấy cái nước mắt của chị nó rơi á, thì chị suy nghĩ trong đầu cái gì mà khi chị tới chùa đó mà nước mắt chị rơi vậy? Như tôi suy nghĩ như
phải gì, nhưng mà thấy gì đó tới giờ nói thiệt cũng thì sao, tôi cũng nói trước là đó tôi cũng có khá giả này kia, tôi cũng cũng cho tự thiền trong, tôi không bao giờ biết một năm tôi cho 3-4 lần mà tại sao mà giờ đương nhiên gì mà tôi thấy khổ gì, chồng con thì phá sản hết, và tôi cũng chẳng nói đi không còn cái gì nữa hết, mà tôi gặp mẹ Quan Âm là tôi không biết tôi nói sao để ấy này kia. Nhưng mà chị cũng buồn về chuyện gia đình, nhưng mà cái vấn đề nữa là cái này mình không biết là căn bệnh hay là cái không chuyện biết kêu bằng căn bệnh hay là nó là tâm linh, nên mình cũng không biết kêu như thế nào cô chú. Chị cũng xin trời trời Phật cũng gì là giúp cho chị phải không? Dạ. Chị đã rơi nước mắt rồi quý vị. Dạ, mà chị... mình đi vô cúng mà Phật Di Đà nó để chân tay ông ăn 10 bát. Dạ.